Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sean Action. Hôm nay thì mình đã nhận được một cái bưu phẩm rất là to. Và chúng ta ngay bây giờ chúng ta sẽ mở xem trong đấy có cái gì nha. Bây giờ mình sẽ mở. Cắt cẩn thận nào. Cẩn thận hỏng hàm bên trong. Có cắt đi. Rồi, nó phải có cắt luôn. Rồi. Chúng ta đã cắt được rồi. Chúc mừng năm mới. Úi dồi. Rồi. Đây. Cái này nữa. Chúng ta sẽ cắt cái phần này nha. Rồi. Wow. Trước mặt chúng ta đây là một cái hộp màu nâu, à màu xám. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem trong này có cái gì nha. Các bạn hãy chờ đợi. Wow. Trước mắt chúng ta đây, một tấm postcard của Mabu. Wow. Một tấm giấy. Để mình sẽ đọc xem đi nha. Em Lưu Hiếu gửi tặng Shonen. Hy vọng anh thích món quà này. Ra nhiều clip hay hơn anh nhé. Wow. Thì ra đây là món quà của bạn Lưu Hiếu. Anh rất cảm ơn em nha. Và hy vọng là món quà này sẽ rất hấp dẫn này. Wow, thêm cả cuộc gặp gỡ giữa những người bạn Dragon Ball và One Piece. Quá tuyệt vời. Wow, ui, mình quá phấn khích luôn. Rất nhiều chuyện của Akira Toriyama. Ui, Yako. Ủa, còn gì đấy? Cái này mình cắt. Ôi, Super Vegito. Super Vegito. Wow. Ôi, tuyệt vời. Super Vegito. Mở từ rách bây giờ. Trời ơi, rất áo. Wow. Bư. Ui, ảnh này tuyệt đẹp luôn. Hóa ra đây là cái những tấm thẻ cực kỳ đẹp của Dragon Ball mà mình đã nói đến trong video trước. Tuyệt vời. Xem Vegito nào, kính quá. Trời ơi, cẩn thận hỏng mất Vegito của tôi. Rồi, đây là Vegito. Ui, Super Saiyan. Yeah, Super Saiyan Ma Goku. Ui, bật dính thế. Rồi, và đây là một số lượng lớn, thẻ cực kỳ nhiều luôn. Ui, bạn ấy sưu tầm chắc là khá là lâu đấy. Và bây giờ mình sẽ xem tổng cộng bao nhiêu thẻ nha. Và mình từ mình sẽ gỡ thẻ ra đã. Cộng thêm cả bư nữa thì chúng ta có thể cho vào đây. Chúng ta bắt đầu đếm nha. Đây, theo như mã số của Super Vegito là 40 và của bư là 39. Vậy thì của Super Saiyan 3 là 38. Vậy thì mình xem nào. Rất nhiều thẻ luôn, quá tuyệt vời. Các chiến binh trái đất đã xuất hiện rồi. Wow, từ số 1 đến số 40. Vậy là có 40 thẻ. Đủ các kiểu từ siêu chiến binh cho đến các chiến binh hiếm cực kỳ, như là Super Saiyan Goku hay là Super Saiyan Vegeta. Quá hiếm đúng không nào? Rồi, bạn ấy đã gửi cho mình rất nhiều từ truyện. Đây là bao nhiêu đây? 8 quyển truyện. Và một cái Monster Mabu. Thì bạn ấy đã gửi cho mình 40 tấm thẻ này. Thì để sưu tầm được 40 tấm thẻ này thì bạn ấy vẫn phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Và đối với mình thì đó là một món quà vô cùng quý giá. Và bây giờ chúng ta sẽ xem qua những tấm thẻ này nha. Mình sẽ xin phép để cái hộp truyện này sang bên này. Và nhường chỗ cho những tấm thẻ cực kỳ tuyệt vời đây. Và theo như mình được biết thì bộ sưu tập của chúng ta có rất nhiều chiến binh. Trước tiên thì đây là đội quân chiến binh, gồm những tấm thẻ từ tấm thẻ 1 cho tới tấm thẻ số 27. Nghĩa là Super Saiyan Gohan. Thì bây giờ mình sẽ lấy theo số này nha. Super Saiyan Gohan đâu rồi? Gohan ơi. 18, 19, 20, 22, 23. Đây, 27. Vậy là chúng ta có 27 tấm thẻ. Chúng ta sẽ liệt kê ở đây nha. 27 tấm thẻ từ 1 đến 27. Đây, đến 27 là Super Saiyan Gohan. Là nhóm chiến binh, là nhóm chiến binh đội quân. Rồi, tiếp theo thì như mình được biết thì đây là chiến binh siêu cấp, gồm có số 28 cho tới số 34. Số 28 cho tới số 34.
Đây, số 28, số 29, số 32. Đây, có rất nhiều chiến binh ở đây. Đây là nhóm chiến binh siêu cấp. Rất đẹp đúng không nào? Nhóm chiến binh siêu cấp của chúng ta. Và cuối cùng thì là một nhóm nữa, đó là chiến binh huyền thoại. Nhóm chiến binh huyền thoại chắc chắn là gồm những thẻ cuối cùng rồi. Đây là nhóm chiến binh huyền thoại của chúng ta. Rồi, đây là một cả một kho báu đối với mình cực kỳ cảm kích. Và mỗi nhóm thì mình sẽ chọn ra một nhân vật để nói kỹ hơn nha. Nhóm chiến binh này thì mình sẽ chọn ra, chắc là mình sẽ chọn ra Gohan, Super Saiyan Gohan. Chúng ta thu lại nha. Super Saiyan Gohan đầu tiên. Đây, một nhân vật cực kỳ ngầu, Super Saiyan Vegeta. Thu lại nha. Và cuối cùng, Super Vegito, một nhân vật mình cực kỳ thích. Các bạn có thích nhân vật này không? Rồi. Đây, đây là ba nhóm thẻ khác nhau hoàn toàn. Đây là đội quân chiến binh, đây là chiến binh siêu cấp, và cuối cùng đứng giữa đây là chiến binh huyền thoại. Và bây giờ mình sẽ xem nào. Đây là phần này, là đây là mã thẻ. Đây là mã thẻ mà các bạn có thể viết vào trên trang web SushiFan và có thể thêm vào bộ sưu tập của mình. Bên ngoài thì Super Saiyan Gohan có 9 máu và 4 quyền, 5 công và 10 tuyệt chiêu. Đây, Super Saiyan Gohan cực kỳ đẹp. Quá đẹp luôn. Tiếp theo, Super Saiyan Vegeta. Đây là Majin Vegeta rồi. Đâu, không phải. Đây là Super Saiyan Vegeta bình thường thôi. Với 10 máu, 5 quyền, 5 cước và 9 tuyệt chiêu. Này thì vẫn thế. Còn Vegito, mình xin phép bóc Vegito nha. Wow, một tấm thẻ, ui, phản rất là đẹp luôn. Như là Vegito đang tỏa năng lượng ki sang bên này đấy. Đây, wow, rất là lấp lánh luôn. Rồi, Vegito thì phun máu đặc biệt luôn. Có 12 máu, 7 quyền, 7 cước và 12 tuyệt chiêu. Khá là đẹp luôn. Yeah. Và đằng sau thì vẫn vậy. Ngọc dòng Shenlong và một dòng cốt. Đây, Super Vegito. Rồi thì đây là ba tấm thẻ mà mình sẽ quyết định bóc ra xem như thế nào. Để xem độ đẹp của chiến binh Vegeta. Wow, chiến binh Vegeta cực kỳ đẹp luôn. Vegeta cực kỳ đẹp. Ánh mắt, màu sắc rất là chi tiết. Đây, Super Saiyan Gohan. Wow, Super Saiyan Gohan. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành bóc tiếp một số thẻ nha. Mình quá vui rồi. Bây giờ mình sẽ bóc tiếp, tiến hành bóc tiếp. Thì nó quá là đẹp. Ok, sau khi mình đã bóc một số thẻ nữa thì mình có một chút nhận xét và thấy đó là đây là nhóm chiến binh bình thường, thông thường và đa dạng thì nó khá là yếu. Đối với Quy Lão thì có 5 máu, đối với Mr. Satan thì là 7 máu, quyền 4, cước 1 và tuyệt chiêu 4. Đây là quyền 2, cước 3 và tuyệt chiêu 6 thì nó khá là yếu và mình nghĩ là nó rất dễ kiếm được. Đây, Gohan thì nhìn thêm một chút. Đây là nhóm chiến binh bình thường phổ thông, nó khá là dễ kiếm. Rồi, chúng ta sẽ đến với hai chiến binh này. Hai chiến binh này thuộc dạng nhóm chiến binh siêu cấp. Và các bạn hãy nhìn số máu và số công và quyền của họ. Khá là đẹp và máu khá nhiều. Đối với Vegeta và Goku thì là bằng nhau. Đây là hai chiến binh có thể coi là có trận chiến giữa người Saiyan rất là hay. Mọi người có thể nhớ lại khi mà Majin Vegeta và Goku Majin Vegeta và đánh nhau với Super Saiyan Goku. Thì quá tuyệt vời luôn, hai trận chiến người Saiyan hùng mạnh. Thì đây là nhóm thẻ siêu cấp và nó có độ hiếm hơn một chút so với nhóm thẻ bình thường này thì khá là đẹp. Rồi, tiếp theo, một nhóm nữa mà mình cho rằng cực kỳ hiếm, đó chính là nhóm chiến binh huyền thoại. Nhóm chiến binh huyền thoại thì ở đây có Super Vegito và Super Saiyan 3 Goku. Đây được coi là hai người gần như là mạnh, rất là mạnh ở trong Dragon Ball Z. Đây là hai người cực kỳ mạnh. Vegito thì là mạnh nhất rồi. Super Vegito là mạnh nhất ở trong Dragon Ball Z. Còn Super Saiyan 3 Goku thì hồi lúc một đấy trong những người mạnh, tức là vẫn còn yếu hơn cả Mystic Gohan. Đây, Super Saiyan 3 Goku khá là đẹp, đang tỏa ki đây. Thì nhóm thẻ này khá là hiếm. Đối với các bạn thì máu của hai nhân vật này khá là nhiều. Vegito thì 12 máu và Super Saiyan 3 Goku là 11 máu. Và nhóm thẻ này là chiến binh huyền thoại. Còn một nhóm thẻ nữa mà mình nên cho các bạn xem, đó chính là nhóm thẻ chiến binh rồng. Chiến binh rồng, những đứa con của rồng.
Đây, mặt trước vẫn như là bình thường thôi, thì mặt sau nó lại có những viên ngọc rồng, như là Mabu thì là mặt sau là có viên ngọc rồng 5 sao, Superbu thì là mặt ngọc rồng 6 sao và Super Vegito thì là ngọc rồng 7 sao. Hình ảnh thì vẫn giống nhau nhưng mà đặc biệt thì viên ngọc 7 sao có thể đổi được một chiếc xe đạp Super Saiyan mà mình đã nói đến video trước. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi mình, và đây là một bộ sưu tập mà mình nhận được, và cảm xúc của mình về cái bộ sưu tập này của bạn Lưu Hiếu gửi cho mình là mình vô cùng cảm động và mình cảm kích khi mà bạn ấy đã cất công sưu tầm. Để sưu tầm được cái bộ này phải nói là mất rất nhiều công sức để sưu tầm, và bạn ấy còn tặng thêm cho mình cả một bộ truyện về không phải Dragon Ball mà là bộ ngoại truyện về Akira của Akira Toriyama viết sáng lập ra đây. Và một lần nữa mình xin cảm ơn bạn Lưu Hiếu về bộ sưu tập đặc biệt này. Ok, và còn một điều nữa mình muốn thông báo với các bạn rằng là mình sẽ tổ chức một cái event tặng thẻ. Những bạn ở xa thì đừng có lo, dù bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mình vẫn sẽ gửi những tấm thẻ này vào bằng đường bưu điện cho các bạn. Và mình sẽ tặng ngẫu nhiên những chiến binh huyền thoại, chiến binh siêu cấp và đội quân chiến binh cho các bạn. Nên các bạn đừng có lo là sẽ nhận được toàn đội quân chiến binh, mà có thể ngẫu nhiên bạn sẽ nhận được như là Super Vegito hay là Super Saiyan 3 Goku. Ok. Và thì thể lệ chương trình và cách thức tham gia giải thưởng thì mình sẽ nói kỹ hơn trong các video khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.